Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Pantoprazone. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Pantoprazone cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Pantoprazone Pantoprazone Công dụng và chỉ định Điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, loét đường tiêu hóa Điều trị viêm thực quản trào ngược, bệnh lý tăng tiết axit Phối hợp với kháng sinh để điều trị nhiễm Helicobacter pylori Phòng ngừa loét do thuốc kháng viêm không steroid Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng Dùng theo chỉ định của bác sĩ Chống chỉ định Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần của thuốc Lưu ý khi sử dụng Thận trọng khi sử dụng thuốc ở trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi Thận trọng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân suy gan hoặc suy thận, cần phải loại trừ ung thư dạ dày Trước khi dùng pantoprazone cũng như các thuốc khác ức chế bơm proton cho người loét dạ dày, phải loại trừ khả năng ung thư dạ dày vì thuốc có thể che lấp triệu chứng hoặc làm chậm chẩn đoán ung thư. Cần thận trọng khi dùng pantoprazone ở người bị bệnh gan cấp, mạn hoặc có tiền sử. Nồng độ huyết thanh của thuốc có thể tăng nhẹ và giảm nhẹ đào thải, nhưng không cần điều chỉnh liều. Tránh dùng khi bị sơ gan hoặc suy gan nặng. Nếu dùng, phải giảm liều hoặc cho cách một ngày một lần. Phải theo dõi chức năng gan đều đặn. Dùng thận trọng người suy thận, người cao tuổi. Tác dụng phụ. Toàn thân, mệt, chóng mặt, đau đầu. Da, ban da, mày đay. Tiêu hóa, khô miệng, buồn nôn, nôn, đầy hơi, đau bụng, táo bón, tiêu chảy. Cơ khớp, đau cơ, đau khớp. Tương tác. Thuốc có độ hấp thu phụ thuộc pH của dạ dày. Thuốc tác động lên hệ thống men gan. Warfarin sức phát. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Pantoprazone, đồng thời biết cách sử dụng Pantoprazone, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham